trái chúng ta là trung tâm mua bán Diamond, và phía trước mặt chúng ta là nhà thờ Đức Bà đấy, sửa chữa nâng cấp sắp xong rồi, chỉ còn một chút giàn giáo ở phía sau này thôi. Việc trùng tu cái nhà thờ này cũng kéo dài cũng lâu đấy, hơn 2 năm đấy, có lẽ là gần 3 năm. Rồi, đó bên trái là nhà thờ Đức Bà nhé các bạn. Còn phía trước mặt là một tòa nhà cũng rất nổi tiếng và được giải thưởng quốc tế về kiến trúc các bạn ạ. Tức là The Metropolitan, tòa nhà The Metropolitan. Rồi, đi qua nhà thờ rồi, bây giờ đi vòng quanh cái nhà thờ cái để các bạn xem nhé. Đấy, nhà thờ là phía mặt tiền đã được tháo dàn dỡ. Mặt tiền và hai bên nhà thờ đã được tháo dàn giáo. Còn trước mặt là bưu điện nhá. Đây cũng là một công trình đấy cũng là một công trình cổ bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Ui chết rồi, không đi được rồi. Này phải lại vòng nhà thờ lần nữa rồi. Bưu điện hôm nay cũng đóng cửa các bạn ạ. Trước mặt là Diamond Plaza. Nếu rẽ bên phải đi xuống chúng ta là đường Lê Duẩn các bạn, đi chúng ta sẽ tới sở thú, tức là gì gọi là thảo cầm viên. Rẽ trái thì là vào Dinh Độc Lập. Ok, chúng ta gặp một cái xe tưới nước. Đấy, trước mặt là Dinh Độc Lập. Giờ là quẹo trái để chúng ta vào đường Đồng Khởi nhé. Đồng Khởi là đường tự do trước năm 75 các bạn ạ. Không biết có ông nào cũng rảnh, ông có cái câu thơ đấy. Đồng Khởi vùng lên mất tự do. Nói chung là... Rồi, đây, trước mặt lại là tòa nhà The Metropolitan. Chúng ta bắt đầu vào đường Đồng Khởi các bạn ạ. Bên tay trái là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bây giờ chỉ còn là Sở Văn hóa Thể thao thôi. Du lịch hình như tách ra rồi. Vì cái mảng du lịch thành phố này quá lớn. Con đường này hôm nay cũng rất vắng đúng không các bạn? Đây là ngã tư Lý Tự Trọng các bạn ạ. Qua ngã tư thì bên tay trái sẽ là Vincom, tòa nhà trung tâm thương mại Vincom. Và cái công viên nhỏ trước cái Vincom Center này thì là một gọi là công viên Chi Lăng, nhỏ thôi. Còn bên phải thì sẽ là khuôn viên của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngã tư Lê Thánh Tôn rồi. Đường Đồng Khởi này hình như chỉ dài có 630m thôi. Đường Đồng Khởi này dài chỉ khoảng 630m thôi. Như vậy thì cũng là con đường chưa tới một cây số. Nhưng mà đây là con đường sang gọi là sang chảnh bậc nhất cả Sài Gòn các bạn ạ. Bởi vì hệ thống các cái shop mua bán đồ cao cấp, rồi các cái trung tâm mua sắm lớn, các khách khách sạn lớn.
đấy, bên tay trái là khách sạn cái gì, khách sạn gì, Continental. Và qua khách sạn Continental bên tay trái chúng ta là nhà hát nhà hát lớn, gọi là nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Bên phải thì là công trường đường Lê Lợi, rồi là công trường đường làm tàu điện ngầm. Và bên tay phải tiếp là khách sạn Caravan. Rất nhiều thương hiệu lớn có trụ sở ở đây. Bên phải thì có cái cà phê Proda rất nổi tiếng từ năm 1948 các bạn ạ. Bông Sen Hotel. Rồi rất nhiều các cái khách sạn cổ các bạn ạ. Không phải là hiện đại mới đâu, nhưng mà cổ mới là giá trị. Bông Sen, Hương Sen là của công ty du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ấy, tiếp thu những cái khách sạn rất là đẹp ở đường này. Đấy. Bên phải là tòa nhà gì cao thế này. Đấy, khách sạn Grand này cũng là một cái sinh này thì 30 này, từ năm 1930 các bạn ạ. Đấy, như khách sạn cổ như thế. Rồi, mùa dịch Đồng Khởi vắng vẻ. Đây đã là ngã tư Ngô Đức Kế rồi. Bên tay phải chúng ta lại là một cái khách sạn rất là cổ nữa. Chính là một cái nhà hàng vũ trường ngày xưa nổi tiếng là Maxim. Rồi kế đó là khách sạn Majestic, quá nổi tiếng luôn. Đấy, trước mặt chúng ta là bến Bạch Đằng, nhìn sang bên kia là quận 2 các bạn ạ. Khách sạn Majestic này là khách sạn 5 sao từ năm 1925 các bạn ạ. Khách sạn này đã có để ở đây đấy, người Pháp đã 1925 đã xây một cái khách sạn đẹp như này rồi. Rồi, đây là đường Tôn Đức Thắng. Chúng ta lại rẽ vào đường đi bộ để đi về thôi. Tạm biệt các bạn nhé.